Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng mình. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một số biện pháp tránh thai phổ biến. Không còn chần chừ gì nữa, hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Bao cao su, vì khái niệm, bao cao su còn được gọi là bao dương vật hoặc là condom theo tiếng Anh hay áo mưa theo tiếng Lóng, là một dụng cụ bảo vệ khỏi các bệnh lây qua đường tình dục, STD và các nhiễm trùng, STIs. Ngoài ra, đây cũng là một giải pháp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn bằng cách ngăn không cho tinh dịch chứa tinh trùng xâm nhập vào âm đạo, di chuyển đến gặp trứng và diễn ra quá trình thụ tinh. Công dụng: ngăn không cho tinh trùng gặp trứng, phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, chlamydia, HIV. Ngoài ra, những tác động qua lại trong khi quan hệ tình dục có thể gây tổn thương cho dương vật nam giới hoặc cơ quan sinh dục của nữ giới. Sử dụng bao cao su sẽ hạn chế được những tổn thương này nhờ chất bôi trơn có sẵn trong bao cao su, giúp dương vật dễ dàng đi vào mà không gây đau đớn. Người phân loại bao cao su nam. Bao cao su nam được đeo vào dương vật nên còn được gọi là bao cao su ngoài. Trước khi quan hệ, nam giới sẽ luồn bao vào dương vật nhằm chứa tinh dịch trước khi được xuất ra khi lên đỉnh, nhờ đó ngăn không cho tinh trùng xâm nhập vào âm đạo gặp trứng và diễn ra quá trình thụ tinh. Cách đeo bao cao su ở nam giống như sau. Bước 1. Cẩn thận xé bao bì và lấy bao cao su ra. Bước 2. Đặt bao cao su trên đầu dương vật cương cứng thẳng. Nếu bạn chưa cắt bao quy đầu, hãy dùng tay vuốt bao quy đầu lên trước khi tròng bao cao su. Bước 3. Bóc không khí ra khỏi phần đầu bao cao su. Bước 4. Lăn bao cao su trúng hết dương vật. Bước 5. Khi thụ tinh, nhưng lúc dương vật còn đang cương cứng, hãy từ từ rút khỏi âm đạo và chỉ tiến hành tháo bao khỏi dương vật khi không có tiếp xúc với âm đạo, để chắc chắn tinh trùng không có cơ hội đi vào âm đạo, cũng như tránh làm rơi tinh dịch ra bên ngoài. Bước số 6. Tháo bao cẩn thận và thắt nút đầu trên của bao cao su và gói vào giấy vệ sinh, bỏ vào thùng rác. Đối với bao cao su nữ đeo bên trong âm đạo nên còn được gọi là bao cao su trong. Cũng giống như bao cao su nam, bao cao su nữ cũng được làm từ những vật liệu đảm bảo an toàn cho những người bị dị ứng với latex. Cách sử dụng bao cao su ở nữ giới như sau. Cần kiểm tra cẩn thận bao bì và hạn sử dụng của sản phẩm trước khi sử dụng. Bao cao su nữ sẽ có hai đầu, đặt đầu đóng kín vào âm đạo, dùng ngón tay giữ vòng mềm bên trong của bao và đẩy vào sâu trong âm đạo. Đầu còn lại để hở và giữ vòng ngoài bên ngoài âm đạo. Sau quan hệ, lấy bao ra ngoài cẩn thận để tránh tinh dịch chứa tinh trùng đi vào âm đạo. Nên lấy bao ra ngoài ngay sau khi giao hợp và trước khi đứng lên. Gói gọn bao trong khăn giấy và vứt vào sạch rác. Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng bao cao su. Đối với ưu điểm, khi được sử dụng đúng cách và phù hợp, chúng là biện pháp tránh thai đáng tin cậy và bảo vệ cả bạn tình khỏi các bệnh lây qua đường tình dục như là nhiễm chlamydia, bệnh lậu và HIV. Không cần chuẩn bị trước và thích hợp cho việc quan hệ tình dục ngoài kế hoạch, hầu như không có tác dụng phụ từ việc sử dụng bao cao su. Bao cao su khá dễ sử dụng và có nhiều hình dạng, kích cỡ, dễ tiếp cận, giá thành rẻ và bao cao su được bán hầu hết ở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, v.v. Với khuyết điểm, bao cao su rất bền nhưng có thể rách hoặc hỏng nếu không được sử dụng đúng cách. Một số người có thể bị dị ứng với latex, nhựa hoặc chất dịch tinh trùng, nhưng bạn có thể mua bao cao su ít giây phản ứng dị ứng. Ở nam, khi sử dụng bao cao su, bạn phải rút bao cao su ra sau khi bạn xuất tinh và trước khi dương vật của bạn mềm, giữ chặt bao ở đúng vị trí. Ở nữ, thao tác đưa bao cao su không đúng có thể khiến âm đạo bị tổn thương. Sử dụng bao cao su có thể khiến giãn cương, khó chịu khi quan hệ. Lưu ý khi chọn bao cao su, phải chọn loại bao cao su chính hãng, đảm bảo chất lượng. Khi mua, cần quan tâm đến hạn sử dụng, đề phòng bao cao su hết hạn sử dụng. Trước khi bóc bao cao su ra khỏi vỏ, bạn nên bóc nhẹ bao cao su, nếu bao còn hơi bên trong thì mới sử dụng. Phải chọn bao cao su đúng kích cỡ với dương vật, tránh trường hợp bị rách, bị tuột, v.v. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều thương hiệu sản xuất bao cao su dành cho nam và nữ, tiêu biểu như bao cao su Durex, bao cao su Sagami, bao cao su Olo, bao cao su OK. Bao cao su do các thương hiệu này sản xuất đều sử dụng chất liệu mũ cao su tự nhiên, có ưu điểm là mềm mại, độ co giãn tốt, không mùi, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Những lưu ý khi sử dụng bao cao su: tuyệt đối không sử dụng lại cho lần quan hệ sau, mỗi lần quan hệ nên sử dụng bao mới để đảm bảo an toàn. Trong quá trình quan hệ, nếu bao bị tuột cần dừng lại và thay cái mới. Sau khi quan hệ, nếu phát hiện bao bị thủng, bị rách hoặc bị tuột khiến tinh dịch tiếp xúc với âm đạo thì cần sử dụng các biện pháp tránh thai khẩn cấp và nhanh chóng xét nghiệm các bệnh liên quan tới đường tình dục. Không nên sử dụng bao cao su nam và nữ cùng một lúc bởi có thể tạo ra ma sát khiến bao bị rách, bị dính vào nhau hoặc bao trượt khỏi vị trí trong lúc giao hợp.
Khi bao bị rách hoặc tuột, tinh dịch có thể lọt qua và xâm nhập vào âm đạo làm mất đi công dụng của bao cao su. Xuất tinh ngoài hay còn gọi là xuất tinh ngoài âm đạo là một thuật ngữ nói về việc quan hệ tình dục khi đạt trạng thái khoái cảm và có dấu hiệu xuất tinh, nam giới sẽ đưa dương vật ra khỏi âm đạo người nữ. Mục đích là không để cho tinh trùng di chuyển đến tử cung, cặp trứng và thụ thai ngoài ý muốn. Về ưu và nhược điểm của phương pháp trên. Ưu điểm: đây là một phương pháp đơn giản, giúp đạt khoái cảm cao khi quan hệ và không phải sử dụng bao cao su, không phải dùng thuốc, cũng không ảnh hưởng tới hormone. Về nhược điểm: đây là một phương pháp có tỷ lệ có thai ngoài ý muốn cao hơn những phương pháp khác rất nhiều, tới 4%. Ngay thời điểm đầu khi giao hợp đã có một lượng nhỏ chất nhầy chứa tinh trùng được tiết ra, vì vậy khả năng tránh thai rất thấp. Những lưu ý khi sử dụng phương pháp trên: xuất tinh ngoài cần phải xuất ra âm đạo của người phụ nữ, nếu không rất có thể tinh trùng sẽ bơi vào lại và có thể gây có thai. Sau khi xuất đợt 1, nếu vẫn muốn quan hệ tiếp thì phải tiểu để đẩy tinh trùng ra. Thứ ba, quan hệ cần phải tránh ngày rụng trứng, do tinh trùng có thể sống trong âm đạo tới 7 ngày, nên quan hệ cần phải tránh 7 ngày trước kỳ rụng trứng và 7 ngày sau kỳ rụng trứng để gia tăng tỷ lệ thành công ở phương pháp này. Dụng cụ đặt vòng trong tử cung, dùng để kế hoạch sinh con gọi là vòng tránh thai. Dụng cụ này mềm dẻo có hình chữ T với một dây dài ở phía đuôi. Cơ chế tác dụng chính của dụng cụ tử cung hình chữ T là gây ra phản ứng viêm tại niêm mạc tử cung, làm thay đổi và sinh hóa tế bào nội mạc và không tạo điều kiện thuận lợi để trứng thụ tinh làm tổ. Từ đó, ngăn cản sự làm tổ của phôi trong tử cung giúp tránh thai. Có hai loại đặt vòng, vòng chứa nội tiết và vòng có chứa đồng. Và sau đây, chúng ta hãy cùng xem một đoạn ngắn về cơ chế tránh thai của dụng cụ tử cung hình chữ T. Đối với loại vòng chứa nội tiết, vòng tránh thai chứa một dạng giống như progesterone, gọi là rebonogestrone. Chất này giúp làm tránh thai bằng cách làm dày lớp chất nhầy trong cổ tử cung, làm ngăn cản tinh trùng bơi vào tử cung. Chất này cũng ngăn thành tử cung dày lên để không giữ được trứng thụ tinh làm tổ. Về ưu và khuyết điểm của dụng cụ tử cung hình chữ T, thứ nhất về ưu điểm. Dụng cụ tử cung hình chữ T là một trong các biện pháp tránh thai rẻ tiền, trừ vòng Minera có giá khá cao. Tỷ lệ tránh thai cao từ 95-97%, hiệu quả tránh thai có thể kéo dài trong nhiều năm, khoảng 5 năm, có thai lại dễ dàng sau khi tháo vòng. Phụ nữ có thể chủ động trong việc đặt và mang dụng cụ tử cung. Thứ hai về khuyết điểm, có thể có rong huyết trong vài chu kỳ đầu sau khi đặt. Có thể có triệu chứng đau lưng, đau thắt do cơn co tử cung. Khi đau có thể khỏi tự nhiên hay dùng thuốc giảm đau. Có khoảng 2-5% rơi dụng cụ tử cung trong 3 tháng đầu sau khi đặt. Nếu không phát hiện, nguy cơ có thai có thể xảy ra. Một vài lưu ý khi sử dụng dụng cụ tử cung hình chữ T. Vòng tránh thai là biện pháp tránh thai hiệu quả cao, có thể áp dụng rất rộng rãi, nhưng một số trường hợp sau đây cần tránh tuyệt đối. Đối với những người có thai hay nghi ngờ có thai, những người viêm nhiễm đường sinh dục, xuất huyết tử cung bất thường chưa rõ nguyên nhân, viêm niêm mạc tử cung sau khi sinh hay sau phá thai, nhiễm trùng trong 3 tháng gần đây, hay những người mắc bệnh ác tính về đường sinh dục. Về quy trình đặt vòng tránh thai nội tiết, trước khi đặt vòng, phụ nữ nên tìm hiểu về công dụng, thời gian tốt nhất để sử dụng của vòng tránh thai nội tiết thật kỹ lưỡng, nhất là ưu và nhược điểm của vòng. Từ đó, chúng ta mới có thể đưa ra quyết định vòng tránh thai có thích hợp với sức khỏe của bản thân hay không. Thực hiện đặt vòng, bác sĩ sẽ tiến hành khám, đặt vòng và đưa ra lời khuyên cho chúng ta. Sau khi đặt vòng, chúng ta cần chú ý theo dõi cơ thể. Nếu thấy những biểu hiện như sốt cao, đau khi quan hệ, rong kinh, chậm kinh hay nghi ngờ vòng tuột thì cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được kiểm tra kỹ lưỡng. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng đi qua những nội dung hết sức bổ ích và thú vị. Hy vọng video này đã giúp cho mọi người có thể nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho bản thân. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Và nếu đã xem đến đây, ngại gì không cho chúng mình một like, share và subscribe. Và đừng quên nhấn vào nút chuông bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào trên kênh YouTube này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!